Dạ, xin thưa tất cả quý vị thương yêu rất là nhiều. Dạ, hôm nay là mình tin là một người nghệ sĩ cải lương, và nói thật ra là một nghệ sĩ cải lương Hồ Quảng chính gốc luôn. Nhưng mà đến đây mà thấy một cái dàn phục trang của mấy chị, dạ tin bị hết hồn. Thật sự là rất là phục, rất là phải nói là rất là không biết nói sao với lại Susu với tất cả các anh chị ở đây khi mà nhìn thấy những cái bộ trang phục rất là hoành tráng. Quý vị cũng biết là mỗi một bộ trang phục như thế này, cái giá của nó sẽ không dưới 5 triệu đồng mỗi một bộ trang phục, chưa tính cái mão cài đầu. Mà logo Hương Nam chơi lớn quá, chắc là mỗi đêm lời dữ lắm không như vậy. Quý vị có thể dành cho những cô gái của Hương Nam một trọng tay thật lớn đó không ạ? Vâng, trời ơi, những nặng thế bà nội ăn đây nè quý vị. Trời ơi rồi, cái đầu này là khỏi cái bán vé rồi quý vị. Và tối nay thì em quyết định là ăn cơm với muối hột cho quý vị. Rồi, nè bà nội đi bán vé đi má. Nó nói cái gì vậy? Dạ, muôn tàu Thái Thượng. Thái Thượng hả? Thái Thượng vừa chửi bên bụng cung kia là chửi bằng tiếng Hoa. Chửi sao? Chửi lại đi Thái Thượng. Ủa, trời ơi, Thái Thượng mà Thái nước miếng dân á. Thái Thượng đang chửi hay là Thái Thượng đang sủa vậy? Trời ơi là trời. Rồi thưa quý vị ơi, ngay bây giờ hiện tại những cung tầm mỹ nữ đang phục vụ cho quý vị. Trời ơi, trong cung có cái con nào thấy ghê vậy? Trời ơi, Thái giám trời lớn mà. Ông nội. Dạ, 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 dạ. À, xin cáo lỗi với lại Hoàng Thượng. Tóc thật dài, một bọt che mắt kiếm hoàng thượng. Xin cáo lỗi với lại quý phi. Ơi, đây là cái con nô lệ. Nô tỳ. Nô tỳ của thái giám đó ạ. Trời ơi, thái giám mà còn có nô tỳ nữa. Thấy ghét dễ sợ vậy đó. Rồi thưa quý vị ơi, trong đoạn này đó là 30 ngàn đồng cho bà Lan Bé. Và giá trị giải thưởng đó là 5 phân vàng thưa quý vị nha. Và hiện tại thì trên sân khấu quý vị cũng nhìn thấy đó là những bộ trang phục rất là nó hơi rất là to thưa quý vị, cho nên là một số nhân viên sẽ không có thể phục vụ quý vị như là bé được. Cho nên là rất hy vọng quý vị ơi, có ai bán vé bán chú thì quý vị ủng hộ giùm tụi em nha. Quý mời là phải 30.000 đồng, chúng ta sẽ nhận về đó chính là 5 phân vàng thưa quý vị. Vâng, trong lời này chúng ta sẽ có 3 ký hiệu cho để tránh nhờ nhầm lẫn với những ký hiệu vừa rồi. Chào quý khán giả, mua lá giấy trên tay 30.000 đồng, chúng ta sẽ có ký hiệu 102, 106 và 025 mà. Dạ thưa quý vị ơi, thưa chú chị nào mình chưa có vé các bạn dạng cho tay lên liền giùm em nha. Bắt đầu chúng em đều làm nghi tiên tới tận nơi phục vụ quý vị liền rồi, kéo con đi. Xe hồn có sợ bà con là quý vị ba đường chứ gì ạ? Chú chú nhà đến đây ngồi thật là trật tự ạ. Nói được. Nói hoài vậy má. Đồ cái gì vậy? Rồi thưa quý vị ơi, và ngay bây giờ xin mời một vị khán giả lên quay số luôn ạ. Một người ạ. Con nhỏ quá con ơi. Ai lớn xíu giùm em quý vị. Dạ, gia đình là đi 4-5 người. Rồi chị áo bông hả? Rồi mà chị áo da beo lên đi chị á. Chị beo. Rồi chị beo. Ôi, chị da beo. Chị dòng sao nha. Rồi, còn những người còn lại thì dòng sao lên nghe hả vị ha. Và cái thú vị, và bây giờ xin mời vị chúng ta bắt đầu. Dạ, số Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Và dòng loại tiếp theo, chúng ta đến với chương trình khuyến mãi đặc biệt